Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn tất cả đồ ăn ở trong Roblox. Làm gì mà la dữ vậy hả? Làm gì la dữ vậy? Đói bụng lắm hả? Đói bụng lắm phải không hả? Đói bụng quá hả? Và dạo gần đây có rất là nhiều bạn bảo với mình là anh không ơi, sao mà mãi chưa thấy anh ra tập tiếp theo của anh tất cả đồ ăn ở trong Minecraft vậy? Thật ra tôi nói thiệt với bạn là đồ ăn trong Minecraft giống như là bọn tôi ăn gần hết rồi, bây giờ không còn gì để ăn hết trơn á. Cho nên bây giờ bọn tôi quyết định chuyển qua bên game Roblox để ăn tất cả những món ăn ở trong Roblox nha các bạn nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào trong Roblox để tìm món ăn đầu tiên của chúng ta nào. Let's go. Ok mấy bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm cái món ăn đầu tiên của chúng ta nè. Nhìn như mấy bạn đang thấy là chúng ta đang bị bắt ở trong một cái nhà tù. Tự nhiên đi tìm đồ ăn cứ tự nhiên vô tù là sao vậy ta? Trời, bởi vì ở trong cái nhà tù này có rất là nhiều đồ ăn. Sam nhìn ở bên kia thấy không? Nó có nguyên một cái hamburger với lại khoai tây chiên nè đó. Nhưng mà ta không vào đây để ăn hamburger và khoai tây chiên. Chúng ta vào đây để ăn một cái món ăn cực kỳ hot. Sam biết là món gì không? Nhà tù hot món gì trời, sao tôi biết được? Trời ơi, đó chính là món Rimo Shack. Rimo Shack hả? Trời, cái này siêu hot luôn mà. Ở dưới đúng rồi, cái này dạo gần đây đang rất là hot luôn các bạn ơi. Và tôi nghe nói rằng là khi người ta uống cái nước này vô á thì người ta sẽ bị một cái gì đó khá là kinh dị đó. Cho nên là tôi cũng muốn thử. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi thử một tí nha, rồi chúng ta sẽ mua cái nước Rimo Shack này để uống nha. Nhưng mà hình như là cái nước này nó chưa có ở Việt Nam mấy bạn ơi, cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà uống được đúng cái loại của nó đâu. Chúng ta chỉ có thể mua cái loại giống thôi. Thì cái nước này nó được làm từ cái gì Sam nhỉ? Việt Quốc. Đó, nó còn một tí mấy bạn ơi. À, là làm từ nước Việt Quốc hả? Đúng rồi, ok, đúng rồi. Ok, ôi, vậy cũng hợp lý á. Cái nhà tù này cái gì cũng màu tím mấy bạn ơi, nhìn nè. Ôi trời. Cái nhà tù này là nó cái gì cũng màu tím. Ơi, nó có cái nước màu tím nhiều nữa mấy bạn. Hình như cái này là cái nước của con Rimo Shack nè. Ok, nhảy xuống dưới nè. Đây, đây. Cái ly nước của chúng ta là như thế này nè các bạn. Rất là đẹp luôn, nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có. Ồ, nó ghê, nó không phải đâu. Ơi, cái con mập mập đó hình như là cái con Rimo Shack đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Ôi 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 ôi. Uống Rimo Shack. Có nghĩa là khi mà mình uống Rimo Shack là mình sẽ gặp cái con này hả? Đúng rồi, ghê lắm. Ghê lắm hả? Ok. Vậy thôi được rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn đầu tiên, đó chính là món nước Rimo Shack. Yes. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại đồ uống đang rất là hot, đó chính là Rimo Shack. Sợ quá, uống bị vô bị gì không vậy? Ít nước tóp tóp lại nha. Đông lắc là uống cái này cái là gặp cái con Rimo Shack sợ lắm. Sợ lắm à? Sợ lắm luôn. Cái nước uống này là một cái loại nước uống đang khá là hot ở trên top top mấy bạn ạ. Nhưng mà bởi vì á là mình chưa có uống bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên tôi uống luôn mấy ông. À khoan từ không. Phải nói đúng mà có nhiều lần tôi uống của mọi người. Ừ đúng rồi, hình như có nhiều lần mọi người mời tôi uống rồi. Đây lần tiếp theo tôi uống nha, chứ không phải là lần đầu tiên nha. À, tự uống luôn. Nói chung là tôi mua cái này á là ở một cái tiệm gần nhà. Thì cái này là nước kia giống kiểu như là nước Việt Quốc. Việt Quốc đó các bạn. Rimo Shack cũng là Việt Quốc nha các bạn nha. Cho nên là tôi nghĩ là hy vọng là hai cái sẽ giống nhau. Ok, thử okay. Đi. Ngon quá à. Mình coi trên top top các bạn. Là khi người ta uống cái nước này vô nè, là người ta sẽ thấy một cái con quái vật màu tím. Nó y như là cái hạt đậu vậy đó, nó xuất hiện xong đuổi người ta. Đúng không? Mình sẽ bị nằm như này. Thôi thôi đừng diễn tả. À khoan đã, ở đây tôi có chuẩn bị thêm hai cái bánh nữa. Cái bánh này Việt Nam chúng ta gọi là bánh sừng trâu nha các bạn nha. Đấy. Và ở trong Roblox mình cũng đã tìm được cái bánh này, cho nên mình sẽ lấy cái bánh này để chấm chung với lại Rimo Shack. Ủa, bánh này chấm cái này. Bình thường người ta hay dùng cái bánh này chấm với cà phê, nhưng mà bây giờ mình không có, cho nên là mình sẽ chấm chung với Rimo Shack nha. Ok, đây. Thử nè. Ngon nha, ngon nha. Sam chấm thử đi, ngon á. Ăn không ngon rồi á. Thiệt, nghe lời Phong đi, Sam chấm thử miếng đi, hơi bị ngon luôn. Ngon. Ồ, ngon rồi á. Đúng rồi, nó hơi ngọt ngọt, nó ngon mà. Tí nữa Phong uống cái này vô xong, tối Sammy đang ngủ, Sammy nhìn lên trần nhà, thấy Phong đang bám trên trần nhà. Ghê luôn, thật là tề luôn, tôi khóc luôn á. Nhưng mà cái nước này Sam chấm cho mấy điểm? 9 điểm, ngon. 9 điểm à.
tôi thấy nó hơi ngọt. Tôi không thích mấy cái đồ gì nó ngọt quá, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ chấm 8 điểm cho là ok. Rồi, nói chung là uống giải khát các bạn ạ. Được. Cái gì vậy bà nội? Không. Mì vậy? Không. Gì vậy? Mấy bạn à, tôi vào trong Roblox đó, tôi bấm là food, tôi nghĩ là đồ ăn. Nhưng mà tại sao nó lại ra cho tôi cái map như thế này ta? Map này hình như đâu phải map đồ ăn đâu. Map này là map Doraemon mà. Ủa, chẳng là trong này sẽ có đồ ăn nên là người ta cho mình cái map này, hiểu không? À, vậy là mình vô mình ăn thịt Doraemon hả? Ủa, vậy giờ mình làm cái gì tiếp theo đây? Bây giờ tôi chui vô cái ống này, tôi bị thu nhỏ lại nè. Xin lỗi, bạn đã trở thành nhỏ, tôi sẽ đưa bạn trở lại, chỉ cần vào trong túi của tôi hả? Ồ, vậy là bây giờ mình nhảy vô cái túi Doraemon hả? Quay vậy? Ok, nhảy vô trong. Wow! Trời ơi, vô đây là chắc là ăn một bữa thần kỳ quá à. Trời. Ủa mà khoan, từ trong túi của Doraemon là có đồ ăn không ta? Ai biết được. Ủa, ui, trong túi Doraemon quá trời bụi bối luôn mấy ông ơi. Wow. Xịn thật sự. Rồi để lên trên đây coi coi, hy vọng là sẽ tìm được đồ ăn gì đó ở trong túi của Doraemon. Ui, nè. Mới vừa nói tìm được luôn nè. Bánh rán Doraemon. Ngon. Bánh rán. Cái bánh này là bánh yêu thích của Doraemon. Nếu bạn nào mà thích xe Doraemon, mấy bạn sẽ biết điều đó nha. Tính ra Sam nói điều mà ai cũng biết luôn á. Ai mà coi Doraemon người ta cũng biết là Doraemon thích ăn bánh rán mà. Trời ơi, đây bây giờ mình chui trong cái túi của Doraemon thêm lần nữa nè. Sao cái túi của Doraemon nó như cái ống cống vậy trời? Bây giờ rồi xong chết queo luôn. Ok, để xuống dưới đây coi có gì nào. Bày bánh rán á. Trời ơi, sao mà trong túi Doraemon nhiều bánh rán dữ vậy trời? Ơ vậy là Sam ơi, tôi biết một mình sẽ ăn món gì tiếp theo rồi đó. Món bánh rán chứ còn gì nữa. Đúng không? Trời ơi. Là tụi mình sẽ ăn bánh rán của Doraemon thật. Uầy, ngon ta. Được, ok, vậy là món ăn tiếp theo của chúng ta sẽ là món bánh rán nha các bạn nha. Ăn thôi, let's go. Món này lạ nè. Và món ăn tiếp theo của chúng ta đây sẽ là một món ăn mà chắc chắn rất là nhiều bạn biết và cũng đã có rất là nhiều bạn muốn thử. Đó chính là món bánh rán của Doraemon. Cái gì? Bánh rán của Doraemon hả? Wow. Ok, đây. Thường thấy ở trên hoạt hình thôi, bây giờ có ngoài đời nè. Đúng rồi, tính ra cái bánh này có ngoài đời lâu lắm rồi mà giờ tôi mới ăn được á. Tính ra nha các bạn, là lúc nhỏ tôi đã từng rất là mơ ước rằng là một ngày nào đó tôi sẽ được ăn thử cái món bánh rán của Doraemon. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng nấu nó cơ. Và tôi đã từng nhầm cái bánh chocobai là cái bánh rán của Doraemon đó bạn ạ. Thế sao thì lòng được vậy? Không, tại vì lúc đó thấy cái bánh chocobai, mấy bạn biết cái bánh chocobai không? Nó màu đen đen, nó sô cô la, nó tròn tròn á. Tôi nhìn tôi cứ tưởng nó là bánh rán của Doraemon, tại lúc đó tôi còn nhỏ tôi chưa phân biệt được. Đến khi mà lớn rồi thì tôi mới biết bánh rán là cái bánh mà nó nhân đậu đỏ đúng không? Đúng nhân rồi. Đậu đỏ bên trong. À ok. Đây. Ui, nhìn y hệt như trong phim hoạt hình luôn nè bạn. À. Wow. Ui, nhìn thích quá. À. Có khi nào ăn xong Doraemon xuất hiện không? Đây để mình tách ra cho bạn xem thử nha. Cái nhân của nó là nhân đậu đỏ xay. Đúng rồi, lúc trước tôi còn tưởng nhân sô cô la nữa mà. Lúc kia coi phim á. Ok, mời Sam nha. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Bánh này mà không 10 điểm cũng hơi uổng. Nó mềm, nó xốp, nó ngon, cái vị đậu đỏ luôn á. Cái này mà ăn lúc nóng chắc là trời, 100 điểm luôn trời. Cái bánh này á bạn, ăn vô, cái đầu tiên đó chính là lớp bột cực kỳ mềm. Thứ hai nữa, lớp đậu đỏ rất là thơm và không quá ngọt nha. Nên cái bánh mà nó ngọt quá, ăn vô nó sẽ bị ngán lắm các bạn. Nhưng mà bánh rán này ăn thì nó không bị ngọt quá nha. Ăn rất là thơm và cũng vừa nha, không bị ngọt quá nha. Tôi hiểu tại sao Doraemon thích ăn bánh này đó. Ừ, ngon thiệt quá. Ngon thiệt, bánh này ngon thiệt các bạn ạ. À. 10 điểm. Ôi. Uầy, ngon quá, tôi phải làm thêm cái nữa mấy ông ơi. Vừa thôi chứ, ăn nhiều vậy. Ăn thêm cái nữa thôi, tại ngon quá mà. Ngon. Tôi đố Sam nha, Doraemon thì thích bánh rán, còn Doremi thì thích bánh gì? Doremi thích bánh dứa. Bánh dứa hả? Chắc chưa? Chắc cái bánh mà màu vàng xong hình như trái dứa vậy á. Ok, Sammy đoán là bánh dứa nha các bạn nha. Còn đối với bạn, Doremi thì thích ăn bánh gì? Có bạn nào biết không? Comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Mình đúng rồi. Chưa chắc gì có nhiều ông biết đâu. Bạn nào biết comment xuống bên dưới đi. Ai đoán đúng tôi thả tim nè.
Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món bánh tiếp theo nào. Let's go. Đến với món ăn tiếp theo của chúng ta sẽ là một món ăn mà chắc chắn bạn nào cũng đã từng ăn qua rồi. Và chắc chắn bạn cũng đã từng thấy nó ở trong rất nhiều game. Đó chính là pizza. Ok, bây giờ thì tôi sẽ có thể chọn tôi là nhân viên thu ngân nè, hay là chọn làm đầu bếp nè. Ok, tôi chọn làm đầu bếp nha các bạn nha. Tôi sẽ nấu một cái bánh pizza. Đấy. Đúng rồi, mình nấu xong rồi mình ăn bánh pizza ngoài đời thật luôn. Wow, hấp dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cục bột nè, để trên bàn nè. Đấy. Sau đó là mình sẽ bỏ cho mình thêm một ít xúc xích nè, đó, thêm tí phô mai nè, đó, xem rồi thêm tí sốt lên. Đó. Bỏ thêm tí cái này gì? Bánh gấu hả? Cái này bánh gấu hả hay gì? Và sau đó tôi sẽ lấy cái miếng bánh pizza này, tôi bỏ trong cái lò nướng, sau đó đóng lại và chúng ta cùng nhau nướng bánh nha các bạn nha. Ok, chờ thôi. Ui. Y như thật nha. Nấu pizza ngoài đời hả? Ồ, nó chín rồi nè mấy ông ơi. Ngon lành canh nào. Ok. Ôi, 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 ôi. Sao nhốt tôi vô lò nướng rồi? Bỏ tôi ra. Ồ, cháy. Cứu tôi ơi. Ủa, cái gì kì vậy? Sao đi, tôi bị cháy rồi. Có ai không? Cứu tôi với. Mình xịt cứu hỏa, mình xịt cứu hỏa. Nhanh, mình xịt cứu hỏa. À, rồi xong đen tôi luôn. Đen tui rồi, lùi luôn ấy bạn ơi. Ê, rồi mình lấy cái bánh đây nè. Bây giờ mình sẽ để trên đây để cho nó di chuyển ở bên kia. Sau đó chúng ta sẽ chạy qua bên này. Chúng ta sẽ cùng nhau biến thành một nhân viên giao hàng các bạn ạ. Đấy, qua bên đây này nha. Biến thành nhân viên giao hàng rồi. Sau đó chúng ta sẽ lấy cho chúng ta cái hộp bánh để vô đây. Và sau đó lấy cái bánh pizza bỏ vào bên trong. Đậy nắp lại. Xong, bỏ trên đây. Rồi, bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là chúng ta sẽ đi giao hàng nha các bạn nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giao cái bánh pizza này cho khách nha các bạn nha. Ủa cái gì sao xe, cái xe nó đè nhau lum la vậy? Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy một chiếc xe để tôi giao cái bánh cho khách nha. Ơi sao nó vướng cái xe khác vậy? Thả ra coi. Ơ trời. Trời ơi, cái xe này nó bị hỏng mấy bạn ơi, thiệt luôn á, lấy cái xe khác à. Đây, lấy cái xe này đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trên đường đi giao bánh pizza cho khách nha các bạn nha. Ok, đi thôi, let's go. And racing boy đi giao bánh pizza cho khách nè. Khách ở đâu xa quá vậy ta? Từ để mình chạy đến. À đây 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 đây, khách đây. Ok, đến giao bánh pizza cho khách xong chúng ta sẽ ăn bánh pizza ngoài đời thật nha các bạn nha. Cốc. Có ai ở nhà không? À dạ rồi, ok, em gửi bánh pizza. Rồi. Có tiền luôn mấy ba ơi. Xin. Ngon. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn món bánh pizza ngoài đời thật nha các bạn nha. Let's go. Wow, trời ơi, cái bánh pizza nó bự dễ sợ luôn mấy ní ơi. Nó bự, nó to, siêu to khổng lồ các bạn ơi. Tính ra là cái bánh pizza mà lần trước tôi với Sammy ăn ở trong Minecraft á bạn là nó bé thôi à. Còn cái bánh pizza lần này là nó to thật sự nha, đúng thiệt là. Bà báo vậy sao? Sao bà báo vậy sao? Nó trơn cái gì vậy? Sao bà báo cái gì? Xém nữa là rớt nguyên cái bánh pizza khỏi ăn luôn rồi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái miếng bánh pizza ra nào. To nha. Trời ơi, mấy ông nhìn cái miếng bánh pizza nó bự chưa này. Trời ơi, cái bánh này thì ăn chắc là tôi với Sam ăn miếng thôi đủ no, no đến sáng mai luôn rồi. Trời ơi. Đây. Rồi Sam ăn trước đi, Đây nha bạn, ăn thử nha. Khoan, từ. Phải bỏ thêm tương vô. Tôi không ăn tương. Bỏ thêm tương vào nó mới ngon. Đó, ăn đi. Ok, ăn thử nha. Uầy, trời ơi. Ngon quá nha. Được. À, miêu tả tí mùi vị của nó coi chứ cũng được là sao. Tại vì nó phải xúc xích, tôi ăn xúc xích hơn. À, là Sammy thích món bánh pizza xúc xích hơn các bạn à. Yeah. Ok, để tôi lấy ra thử coi. Uầy, trời ơi, cái miếng bánh pizza nó bự bằng cái mặt của tôi luôn mấy ông ơi. Nó bự bằng cái mặt của tôi luôn đó. Trời, ok, đây, lấy tí tương rồi nè. Ê, tính ra trong game nào cũng có bánh pizza hết ha. Ờ, đúng rồi, game nào cũng có chứ các bạn ơi. Ok, à, thử miếng nè. Hình như là nó bị nguội rồi các bạn ạ. Tại cái này là mình mua hồi nãy giờ mình mua chắc phải 3-4 tiếng rồi. Nóng thì nó sẽ rất là ngon nha. Đúng rồi, cho nên là nó hơi bị nguội rồi, cho nên ăn nó hơi bị mặn quá các bạn ạ. Nó không còn mùi vị gì hết trơn á. Nhưng mà rút kinh nghiệm là lần sau các bạn nào mà ăn pizza bạn nên ăn sớm nha, lúc mà nó còn nóng nha thì ăn mới ngon được, chứ bọn mình mua để lâu quá nó nguội ăn hết ngon rồi. Muốn nguyên bánh pizza mà muốn ngẹn luôn các bạn. Thôi bên bánh pizza này mình nghĩ là chắc là mình sẽ đem xuống bếp, mình hâm nóng lên sau đó mình chia cho mọi người ở trong Hero Team ăn chung nha. Yeah. Chứ mình với Sammy là không thể nào ăn hết cái đống bánh này được rồi. Ok. Rồi, đến với món tiếp theo nào. Let's go. Cái game Roblox này nó kỳ lạ quá mấy bạn ơi. Tính ra là tôi bấm là map đồ ăn, xong nó lại ra cho tôi cái map này. Ủa rồi cái map này liên quan đến đồ ăn, có thấy đồ ăn gì trong đây đâu? Ủa gì kỳ ta, từ để mình nhảy xuống dưới xem thử coi, đây coi cái map này nó có đồ ăn gì không. Ồ, tôi không có thấy cái gì ở xung quanh đây ngoài. Ủa gì vậy? Ôi, có con gì vậy?
Ôi có con gì vậy? Ôi có con gì vậy? Ủa? Ủa con? Ôi cái con gì sao nó đuổi mình nữa bạn ơi? Nó đuổi mình nè. Con gì vậy? Ôi, ôi ơi ơi. Trời ơi nó bẻ cổ mình mấy ông ơi. Trời ơi cái con này hình như là bánh mì kẹp xúc xích, cái con này hình như là hot dog mấy ông ạ. Ủa mà sao? Mà sao tiện nó đuổi tôi vậy? Nó đuổi tôi nó còn bẻ cổ tôi nữa mấy ông. Ủa con được ghê vậy? Ủa, yên tâm đi nó không chạy lại mình. Ủa nó chạy nhanh quá vậy? Nó chạy nhanh quá vậy? Trời, để tôi leo trên đây tôi trốn nó luôn. Ơi. Ôi, nhảy lên. Ok, may quá, trốn được rồi. Cái con này nó là xúc xích hot dog các bạn ơi. Ây da. Cái dép bay trời, cái lột dép kìa. À, ok, thì ra là trong Roblox mà chúng ta bấm cái gì là nó sẽ hiện ra cái con game có liên quan đến cái đó các bạn ạ. À. Tôi bấm là map đồ ăn thì nó có cái game này là nó sẽ cho chúng ta bị một cái con hot dog đuổi theo. Ây da, trời ơi. Đau quá ha. Thôi. Tôi không có chơi game nữa, con này nó chạy nhanh quá. Thôi tôi quyết định là tôi sẽ ăn nó ngoài đề thật luôn nha mấy ông. Ừ, cái món hot dog này hình như là chưa ăn bao giờ nè. Ăn cho đỡ ghét thôi. Ừ, ăn cho bỏ ghét cái con hot dog này các bạn ạ. À. Ok, rồi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo là món hot dog. Hot dog nha các bạn ơi, let's go. Sammy là Sammy thích ăn xúc xích các bạn ạ. Cho nên là hồi nãy á, là cái bánh pizza nó không có xúc xích. Chính vì như vậy cho nên tôi quyết định là tôi mua thêm một món nữa là có xúc xích cho Sam. Yeah. Đây chính là món hot dog nha các bạn nha. Đó. Bánh hot dog. Bánh yeah. Bánh chó nóng. Thôi giỡn á, hot dog là món bánh mì kẹp xúc xích nha các bạn nha. Thì lúc nhỏ tôi hay coi ở trong mấy cái phim mà Tom và Jerry đồ kiểu á. Mỹ là có hết à. Hoạt hình á là tôi thấy là rất là hay ăn cái món này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái này là nó làm theo một cái cách khác chứ không có giống như là hot dog ở bên nước ngoài thiệt đâu. Mai mốt mà có cơ hội đi qua bên nước ngoài nhất định tôi phải ăn thử cái bánh hot dog real. Bánh hot dog gọi là thật để coi nó mùi vị thế nào. Cũng. Mời các bạn nha. Cũng nè. Ok. sao có xúc xích là auto ngon mà trời ơi giòn quá à. Ừ cho tôi uống miếng nước đã, ngẹn quá trời ơi. Hồi nãy ăn cái miếng bánh pizza nó đã ngẹn rồi, bây giờ quất thêm cái miếng bánh mì hot dog này nữa nó còn ngẹn nữa bạn ạ. À, cho nên là tôi phải uống nước luôn mấy ông ơi. Nói chung á là cái này thì nó cũng ngon, nó cũng thơm đó, nhưng mà tôi thì tôi lại không phải là một người thích ăn xúc xích cho nên là tôi thấy cũng bình thường á. Còn Sam sao? Trời, hết sạch luôn. Hết sạch luôn mấy ông ơi. Tôi hỏi Sam sao, tôi quay tôi thấy là hết sạch nguyên cái bánh là tôi biết là ngon rồi đó. Ừ. Gì vậy? Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ông bà cha mẹ thường nói đẻ con gái ra cho thùy mị nết na. Đúng là thùy mị nết na thiệt. Tôi không biết là mai này mà tôi cưới Sam về á bạn thì tôi phải nuôi Sam như thế nào đây. Bởi vì Sammy ăn nhiều quá các bạn ơi, bạn thấy không? Một mình mà Sam ăn hết lần mấy cái bánh luôn. Thôi nói chung là bây giờ chấm điểm nha. Tôi thì tôi thấy cái bánh này ăn cũng tạm được thôi. Nói chung là tôi không phải là thích xúc xích cho nên tôi thấy cũng tạm được thôi. Tôi sẽ chấm cho khoảng 7 điểm. Đó còn Sam. Mời nè. Nuốt đi rồi nói. Trời ơi ba ăn nó ngập miệng luôn bạn ơi. Rồi Sam chấm 10 điểm nha các bạn nha. Ok, ăn xong rồi. Bây giờ chúng ta đến món tiếp theo. Let's go. Rồi chúng ta cùng nhau đến với món ăn tiếp theo nào. Để coi món gì đây. À vậy là món này của chúng ta sẽ là ăn mấy con bạch tuộc này hả? Trời ơi không ăn đâu, quá à. Giờ chúng ta sẽ ăn món gì trong đây ta tính ra. Khoan từ. Ồ, chúng ta sẽ ăn món đầu lâu. À, ở đây gì thì dễ, có bên này là có trái chuối nè. Thôi mình ăn chuối đi. Hay là Sammy muốn ăn thịt của con này. Thôi từ, cái map này là map gì vậy ta? Sao mà tôi tìm map đồ ăn rồi nó cho tôi mấy cái map lạ dữ vậy trời. Có cầu trượt đó nè. Trượt xuống dưới coi. Ui, lăn mấy vòng luôn. Ui, mấy ông ơi, tôi mới vừa tìm được một cái mũ hình con bạch tuộc. Nhìn dễ thương không mấy ông? À, nhìn nó giống rapper, nhìn nó ngầu mà bạn. Đấy, ok ok. Ủa khoan từ, ở bên kia nó có cái gì vàng vàng bên kia vậy? Để qua xem coi. Ủa, nó có cái gì vàng vàng bên đây vậy? Ui, nó cử động kìa. Ui, được. Ui, một trái chuối. Ui, wow, cái trái chuối này nó cử động được nè mấy ông ơi. Ủa mà khoan từ, tại sao ở trên cây thông lại có một trái chuối ta? Kỳ vậy. Ui, à thì ra cái map này là cái map vào trong đây chúng ta sẽ chơi rượt đuổi với lại một cái trái chuối các bạn ạ. À. Nhưng mà hình như là cái trái chuối này là nó bị mắc kẹt ở trên cây vậy các bạn ơi, cho nên nó không đuổi bọn mình được. Nó bị dính vô cái cây thông mấy ông ạ. À. Trời ơi là trời, tội nghiệp trái chuối thiệt. Nãy tôi toàn tưởng là cái cây thông nó mọc ra cái trái chuối chứ. Thôi rồi, vậy thì món cuối cùng chúng ta sẽ ăn đó chính là món chuối nha các bạn nha. Ăn tráng miệng, let's go. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn mà Tôn Ngộ Không rất thích, đó chính là món chuối.
Cười gì? Mắc cười con tưởng nói khỉ chứ trời. Đây, đây chính là chuối nha các bạn. Mua nguyên nải luôn, hai nải luôn, ăn cho đã. Đấy, trời okay. Ơi, ông làm như những kiểu tôi chết đói mấy năm mà ông mua có trời cái gì siêu to ông lồi vậy. Trời ơi, mình đã quay rồi thì mình phải đầu tư các bạn hiểu không? Chẳng lẽ bây giờ tôi tìm được chuối ở trong Roblox thì tôi mua cái đúng trái chuối, có gì đâu vui. Mình phải mua nguyên một nải chuối. Đầu tư. Tại vì không có bán thôi, chứ nếu mà có bán là tôi mua nguyên cây chuối luôn á. Trời ơi, sao chở nguyên xe tải chuối vậy luôn. Ủa sao ông vô rừng ông gặp cái vườn chuối ông ăn luôn đi, cho nó có tâm đi. Rồi ok, làm mà tí chuối chén miệng các bạn ơi. Tôi một cái người khá thích ăn chuối, các bạn biết sao không? Bởi vì chuối rất tốt về sức khỏe và đặc biệt giảm mỡ bụng. Nó giảm mỡ bụng nhưng mà do mỡ bụng tôi dày quá nó giảm không nổi. Đó, ok. Trời. Mời các bạn nha. Vô. Là ngon thôi chứ không có gì hết trơn. Không biết chấm điểm sao à. Cái này hay ăn á. Bây giờ mình diễn xíu đi. À, chuối này tôi ăn vô tôi cảm thấy có hương vị của từng cha nghĩa mẹ. Tôi ăn vô tôi cảm thấy thiên hà vũ trụ. Tôi ăn vô tôi cảm thấy nhớ ông bà nội. Chuối gì vậy? Ngon ghê tùm lum vậy. Ghê quá. Tôi không biết là mấy bạn thích ăn loại chuối gì, nhưng mà trên đời có rất là nhiều loại chuối luôn. Chuối hộp nè, chuối tiêu nè, rồi nhiều lắm. Nhưng mà tôi thích ăn chuối tiêu nha các bạn nha. Cái chuối tiêu là cái trái mà nó nhỏ 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 xíu các bạn. Mấy cái trái mà nó bé bé. Ừ. Trái tôi thấy ăn ngon. Yeah. Tôi nghĩ là chuối chứ không cần chấm điểm đâu. Ừ. Nè. Chiều quá mấy bạn ơi, chiều. Ừ, trái chuối này thì quá bình thường, có gì đâu chấm điểm. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau ăn xong tiếp những món ăn mà bọn mình đã tìm thấy ở trong Roblox rồi. Thì mấy bạn có thấy thích video này không nào? Nếu bạn thích video này đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nhớ like, share và subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của tôi nha mọi người. Like cho tôi nha. Bye bye mọi người nha.